Chào mừng cả nhà mình đến với kênh Hoa Xứ Lê Gia ha. Thì hôm nay cũng như mọi ngày, bên vườn em sẽ tiếp tục giới thiệu cả nhà mình 18 cây sứ thái ghép và cây zin luôn. Giá cây bán hôm nay có giá từ 100.000 cho đến 500.000 một cây. Đơn hàng em gửi đi là trên 200.000 em mới gửi nha cả nhà. Em gửi cây đường Sa Tô Châu nè, vào đường Bưu Điện ạ. Rồi, có số 1. Số 1 là hàng VIP khúc đầu, thì em giới thiệu cho mình một số cây hàng VIP nha. Số 1 ghép thần tài 5 cánh màu đỏ. Đây, thần tài tựa dài, cây hàng VIP, hoành gốc của nó là ngoài 4 gang tay em vòng lại nha. Tàn tròn đẹp, cây đang vô nụ, ghép 6 bo, 450.000. Cây nó to cao, lấy không hết luôn, chỉnh máy này. Rồi tới số 2. Số 2 là phương lâm vàng, 3 lớp màu vàng, quánh có phớt hồng nhẹ. Cây 9 bo, 500.000. Phương lâm vàng tựa rất là dài, cây chín bo. Đây, phương lam đang vô nụ nha. Cái giống này là hoa chùm, nhìn rất là mê mắt luôn khi mà nó nở hoa. Số 3. Số 3 là Vĩnh Lộc 5, 3 lớp màu đỏ sọc. Vĩnh Lộc 5 ghép 10 bo, 300.000. Số 4, Kim Lân. Một giống có hương thơm và hoa rất là nổi bật luôn nè cả nhà. Trắng đỏ nữa ha, rất là sáng màu, hoa rộ và thơm nữa. Kim Lân ghép 11 bo, 400.000. Củ nhìn cơ bắp lắm. Tiếp số 5, Vân Huế 7, 2 lớp màu hồng. Đây, nó màu hồng thế này nha, 2 lớp. Cây này là ghép 9 bo, 350.000. Tàn bung rộng tròn, củ chia làm 3 múi. Chia 3 múi rất là đều luôn, rất hiếm có khi mà gặp được những cái củ dạng hình như vậy. Ghép 9 bo, 350.000. Tiếp số 6, An Lạc, 3 lớp vàng cam viền hồng, giống này thì có hương thơm. Cái giống này là hoa rất là rộ, cây nó đang bẹ, nó đang vô san hô này nha. An Lạc ghép 7 bo, 350.000. Số 7, Zanda 5 cánh đỏ và vàng cam, 10 bo, 300.000. Số 8, Julius Castle, hoa 3 lớp ghép 13 bo, 350.000. Số 9, Ngọc Thủy Tiên 3 lớp đỏ viền. Ngọc Thủy Tiên ghép 10 bo, 400.000. Số 10, Sĩ Thư Mộc. Đây, 3 lớp trắng viền hồng nè, nó có cái sọc. Cái giống này hoa cực kỳ rộ luôn cả nhà. Sĩ Thư Mộc 10 bo, 300.000. Số 11. 11 là cây zin ha. Đây, cây này có bộ đế rất bắt mắt nè. Đây là cái tro nó dính nha. Cái củ này, cái hoành củ của nó em đã thử là ngoài 3 gang rưỡi tay em vòng lại. Em xả tàn sẵn cho mình về chơi Tết ha. Cái này ship hàng như thế này là về để trồng chơi Tết à. Cây đang mới vừa chớm nụ vô to to lên. 350.000 cho cây sứ zin này. Kỳ duyên 3 lớp hoa màu hồng. Cái giống này thì hoa quanh năm luôn. Tiếp số 12. 12 là một cây củ quái. Đây, củ nó nè. Ghép Vĩnh Lộc 16, 3 lớp màu trắng, cánh có cái sọc hồng nhẹ. Cây 5 bo, 200.000. Số 13, Yến Di Chính, 3 lớp màu tím, sọc, thơm thoang thoảng nhẹ, 5 bo, 100.000. Số 14, 14 là Lip Green, 4 lớp màu đỏ, 4 lớp đỏ đậm luôn, cánh có lem trắng tí. Cây 4 bo, 120.000. Số 15, Ruby, 5 cánh màu đỏ. Giống này tuy em nó 5 cánh màu đỏ nhưng mà hoa cực kỳ rộ luôn. Hoa dai lâu tàn nữa. Cây 5 bo, 150.000. Số 16, ghép 2 giống. Kim Anh, 3 lớp nền vàng cam, có sọc. Với lại một giống là 2 lớp màu tím, tím đậm luôn, sọc đỏ. Cái đó bây giờ em quên tên, em chỉ nhớ mặt hoa nó là màu tím sọc đỏ nha. Rồi cây này hai màu,
5 bo 150.000. Số 17. 17 là Vân Ngọc. Vân Ngọc 4 lớp đỏ cánh viền. Một giống hoa này là siêu nụ luôn á. Cũ hơi hình quái nữa nè. Ghép 6 bo 150.000, Vân Ngọc. Số 18 Fancy 1, hoa màu đỏ. Cây 10 bo 150.000. Đây, Fancy 1 đang chớm nụ. Rồi, cái giá cây em nói đây là giá em bán nha cả nhà. Hiện nay thì em mua, bên em có chương trình khuyến mãi, khách mua 10 cây em sẽ tặng mình một cây làm quà nha. Cả nhà xem trong video này, nếu yêu thích cây nào thì cứ gọi theo số máy em để góc màn hình ha. Mình có thể kết nối Zalo rồi nhắn tin. Lưu ý giùm em nhắn tin để rõ mã số cây kèm số điện thoại ha. Để có một số khách mình nhắn tin mà không để số điện thoại á, vô Zalo em mà chặn người lạ em không gọi được với mình nha. Nên mình để lại số điện thoại thì bên em sẽ liên hệ với mình để mà lấy thông tin nha cả nhà. Rồi, chúc cả nhà có buổi tối ngắm hoa cùng gia đình.